chào ngày mới. Quý vị và các bạn thân mến, xu hướng thời tiết ngày hôm nay trên mọi miền của đất nước đó là nắng ráo. Nhưng mà chúng ta vẫn phải lưu ý một chút với các khu vực. Đối với người dân ở khu vực Nam Bộ thì chúng ta phải để ý tới hiện tượng ngập úng do chiều cường vẫn có thể xảy ra. Miền Trung và khu vực Tây Nguyên thì thời tiết tương đối là đẹp. Với miền Bắc thì nhiệt độ rất là vừa phải, nhưng mà chúng ta lại phải lưu ý tới hiện tượng sương mù diễn ra vào buổi sáng. Đặc biệt là vùng núi Đông Bắc Bộ thì có thể xuất hiện sương mù dày. Trong điều kiện thời tiết như vậy, khi mà lái xe, quý vị và các bạn hãy đi chậm, giữ khoảng cách an toàn với những xe phía trước và hãy bật đèn vàng nếu cần để chúng ta có một tầm quan sát tốt nhất.